Cô chào tất cả các em. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phân tích bài thơ Quê hương của nhà thơ Tế Hanh trong bài 3 Ngữ văn 7 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở bài thơ Quê hương của Tế Hanh ấy, thì nằm trong chủ đề bài 3, chủ đề về cội nguồn của tình yêu thương. Thế và các em biết là Quê hương thì đã có rất nhiều nhà thơ, nhà văn viết về đề tài này. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết: "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi." Hay là "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người." Và nhà thơ Tế Hanh, khi mà trên cái chặng đường đi xa quê, thì nhà thơ cũng luôn nhớ về quê hương với tất cả những cái nét giản dị gần gũi nhất. Và cái cảm xúc về quê hương đã khơi nguồn để cho ông viết bài thơ Quê hương với đầy cái niềm tự hào và trân trọng. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài thơ để cảm nhận về cái tình cảm của nhà thơ đối với quê hương của mình. Trước hết, phần một nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu đọc và tìm hiểu chung. Cô vẫn luôn thống nhất là những cái phần chữ màu xanh, các em sẽ ghi bài nhé. Một nhỏ là đọc và chú thích. Ở phần đọc này thì các em sẽ tự đọc cho cô nhé. Các em sẽ tự đọc. Và chú thích ở trong sách giáo khoa thì bài này không có quá nhiều chú thích, chỉ có một vài các cái từ ngữ ở dưới chân trang ấy. Thì các em sẽ quan sát ở đó để giúp cho chúng ta trong quá trình tìm hiểu bài mới. Về tác giả tác phẩm thì chúng ta sẽ cùng khái quát những cái nét cơ bản về tác giả Tế Hanh. Các em quan sát Tế Hanh sinh năm 1921, mất năm 2009, quê ở Quảng Ngãi. Và ông đến với phong trào thơ mới khi phong trào này đã có rất nhiều thành tựu. Cái phong trào thơ mới á, là một cái phong trào thơ mà nó phá cách đi những cái khuôn khổ về cái cảm xúc cũng như là thể thơ về vần, về điệu của thơ cũ. Phong trào thơ mới được bắt đầu từ những năm 1930 và nổi bật nhất là phát triển mạnh mẽ nhất ở những năm 1936-1939. Thì nói một cái khác là thơ của Tế Hanh ấy. Thơ Tế Hanh thì chủ yếu là trong phong trào thơ mới, hay nói khác là ông hoạt động chủ yếu trong phong trào thơ mới. Và với một cái hồn thơ, với một cái tình yêu quê hương tha thiết, đây chính là đặc điểm nổi bật trong thơ của Tế Hanh. Đây là đặc điểm nổi bật trong thơ của Tế Hanh. Em quan sát bức chân dung của nhà thơ Tế Hanh, chân dung nhà thơ Tế Hanh để các em sẽ thấy được. Đấy, một con người quê ở Quảng Ngãi, và đây là một cái vùng biển, một vùng biển mà ngư dân sống bằng nghề chài lưới là chính. Do đó mà cái ngôi trường, cái môi trường, cái nghề chài lưới nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của người dân ở tỉnh Quảng Ngãi nói chung và của nhà thơ Tế Hanh nói riêng. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tác phẩm. Trên màn hình là một số những cái tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Tế Hanh. Ví dụ như là Tế Hanh toàn tập, hay là Hoan Niên, hay là Nghẹn Ngào, hoặc là một số các cái tác phẩm khác, ví dụ như là Hai Nửa Yêu Thương, hay là Lòng Miền Nam, vân vân. Tế Hanh có một số những cái tác phẩm mà chủ yếu là ở trong cái phong trào thơ mới các em nhé. Nên là cái cảm hứng lãng mạn này, rồi cái cảm hứng về con người, về quê hương đất nước được thể hiện một cách rất là chân thực trong thơ của Tế Hanh. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thể thơ, về bố cục và phương thức biểu đạt. Phương thức biểu đạt, đây là bài thơ, do đó phương thức biểu đạt chính sẽ là biểu cảm. Và chúng ta rất dễ dàng nhận ra thể thơ 8 chữ các em ạ. Thế còn bố cục? Bố cục ở bài này, một bài thơ rất là ngắn gọn nhưng chúng ta có thể chia làm 4 phần. Ở phần thứ nhất, hai câu thơ đầu là giới thiệu về quê hương. Đến 6 câu thơ tiếp theo là cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi. 8 câu thơ tiếp là cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về. Và 4 câu thơ cuối là nỗi nhớ quê hương. Nhìn vào cái bố cục này, các em có thể thấy được là bài thơ này được viết theo trình tự thời gian. Từ khi mà đoàn thuyền ra khơi cho đến khi đoàn thuyền trở về, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là từ hiện tại để nhớ về quá khứ. Tức là khi mà nhà thơ xa quê thì nhớ về quê hương và viết lại cái cảm xúc đó, khiến cho nhà thơ viết lại những cái dòng chữ này.
Đấy là từ hiện tại để nhớ về quá khứ, hay chốt lại đó là được viết theo trình tự thời gian. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá văn bản. Sang phần 2 là phần khám phá văn bản. Trong phần khám phá văn bản này, chúng ta sẽ tìm hiểu mục đầu tiên là giới thiệu về quê, về làng quê. Giới thiệu về làng quê này chỉ có hai câu thơ ngắn gọn các em ạ. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Vậy trong hai câu thơ đầu tiên, các em có thể thấy được mà hai câu thơ rất là ngắn gọn nhưng lại đầy đủ các cái thông tin. Thông tin thứ nhất là nghề nghiệp. Nghề ở đây là nghề truyền thống chài lưới, vốn làm nghề các em ạ. Cái từ vốn ấy, đủ để thấy đây là nghề truyền thống từ lâu đời của ngư dân ở đây rồi. Cái thứ hai là về vị trí của ngôi làng, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Ngôi làng này nó giống như thể là một cái hòn đảo nhỏ, có nước bao bọc, sông nước bao bọc. Và đi ra đường biển, muốn ra biển thì phải đi bằng thuyền, đi bằng đường sông và đi khoảng nửa ngày thì ra đến biển. Đấy, như vậy thì hai câu thơ rất ngắn gọn nhưng cũng cho ta cảm nhận được cái vị trí của ngôi làng cũng như là nghề nghiệp của ngôi làng của nhà thơ. Và cái cách giới thiệu này nó rất là tự nhiên, mộc mạc, giản dị, ngắn gọn nhưng lại chứa đựng niềm tự hào của tác giả về nghề truyền thống của quê hương. Làng tôi, đó là niềm tự hào thế mà. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, chứa đầy cái niềm tự hào về cái nghề truyền thống, một nghề lâu đời của quê hương từ xưa rồi. Đấy là giới thiệu về làng quê. Vậy thì khi nhớ về làng quê thì khung cảnh đánh cá, cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá được miêu tả như thế nào? Để làm nổi bật cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá thì cô có một cái phiếu học tập như sau. Em có thể điền các cái thông tin vào phiếu học tập. Đối tượng miêu tả, hoàn cảnh, con người, con thuyền và cánh buồm. Em sẽ tìm các cái từ ngữ miêu tả những cái đối tượng này, rồi từ ngữ cách sử dụng các cái từ ngữ biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng của nó, để từ đó rút ra nhận xét về cái khung cảnh của đoàn thuyền ra khơi. Đây là cái phiếu học tập số 1. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời vào các cái phiếu học tập này. Em quan sát. Thứ nhất, 6 câu thơ này. Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng. Vậy ngay câu thơ đầu tiên chúng ta có thể thấy được cái khung cảnh. Khung cảnh hay còn gọi là cái hoàn cảnh ở đây như thế. Trời trong gió nhẹ sớm mai hồng. Trời trong gió nhẹ sớm mai hồng tức là một buổi bình minh. Một buổi bình minh các em ạ. Tác giả sử dụng các cái tính từ trời trong gió nhẹ sớm mai hồng kết hợp với biện pháp liệt kê để thấy được là đây là một cái buổi bình minh rất là đẹp, thời tiết trong lành, một ngày mới bắt đầu. Và chính điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi để những ngư dân có một chuyến ra khơi thành công. Cái thứ hai là miêu tả con người. Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Trai tráng, cái cụm từ trai tráng đủ để thấy được người lao động mang một cái vóc dáng thật khỏe khoắn, thật vạm vỡ. Đấy, thật khỏe khoắn, thật vạm vỡ. Đấy là về con người ở nơi đây. Miêu tả con thuyền thì ra sao? À, miêu tả con thuyền. Chiếc thuyền nhẹ, hăng như con tuấn mã. Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Ở đây kem chú ý cho cô từ hăng, phăng, hăng, phăng. Từ hăng và từ phăng là những cái động từ mạnh kết hợp với biện pháp so sánh như con tuấn mã, như con tuấn mã. Hình ảnh so sánh kết hợp với các động từ mạnh, các cái tính từ. Và đủ để thấy hình ảnh con thuyền này đang ra khơi với một cái tốc độ, với một cái khí thế rất là dũng mãnh, hay còn gọi là mạnh mẽ ra khơi. Nó mang một vẻ đẹp hùng tráng, hăng hái, phăng mái chèo rất là mạnh các em ạ. Con thuyền nó mang một khí thế mạnh mẽ. Thế vậy miêu tả con thuyền thực chất là để làm nổi bật được cái tư thế, cái vóc dáng của con người lao động. Con người khỏe mạnh thì con thuyền nó mới hăng, nó mới phăng như con tuấn mã, nó lao nhanh ra biển khơi như con tuấn mã. Đấy chính là miêu tả con thuyền. Thế còn cánh buồm này,
cánh buồm dương to như mảnh hồn làng. Ở đây chúng ta bắt gặp một hình ảnh so sánh hình ảnh cánh buồm như mảnh hồn làng các em ạ. So sánh cánh buồm như mảnh hồn làng, đây là một phép so sánh rất là độc đáo. Cánh buồm là một vật rất là cụ thể, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng mảnh hồn làng là một vật hữu hình, không nhìn thấy được, mà ta chỉ cảm nhận được bằng trái tim. Vậy mảnh hồn làng ở đây là gì? Đó là tất cả tình cảm, là cái nỗi niềm nhớ thương, là cái niềm gửi gắm, là niềm lo lắng, băn khoăn, chờ đợi của những người dân ở lại mỗi khi mà con thuyền ra khơi. Hay nói một cái khác, khi mà con thuyền ra khơi thì con thuyền đó nó mang đi tất cả những cái tâm tư tình cảm, những cái nỗi niềm băn khoăn, kể cả niềm lo lắng, niềm mong chờ của những ngư dân ở làng. Đấy, chính vì thế mà cánh buồm trở nên lớn lao, thiêng liêng và thơ mộng. Đó chính là biểu tượng của làng quê, của hồn người. Đấy là cái biện pháp so sánh này. Và thông qua những biện pháp so sánh đó, thông qua những hình ảnh, rồi các cái động từ, thông qua những hình ảnh miêu tả về con người, con thuyền, ta có thể nhận xét được về cái bức tranh ở làng quê. Một cái bức tranh thiên nhiên tươi sáng, hùng vĩ, cuộc sống lao động của con người vui vẻ, hào hứng, rộn ràng, khẩn trương. Đấy là chúng ta nhận xét về cái khung cảnh đoàn thuyền ra khơi. Khung cảnh đoàn thuyền ra khơi. Như vậy ở trong phần này chúng ta có thể chốt lại đó là gì? Đoàn thuyền ra khơi trong một cái buổi bình minh rất là tươi đẹp, rất là hồng hào, trong sáng. Con người thì khỏe khoắn, đấy. Rồi con thuyền thì mang theo tất cả những hơi thở, mang theo tất cả những cái tâm tư tình cảm của những người dân ở lại. Em biết là mỗi một con thuyền khi ra khơi ấy, thì ngư dân, những người dân ở lại, họ lo lắng lắm. Lúc nào họ cũng mong chờ những người thân trở về. Và khi nào người thân trở về an toàn thì họ mới hết cái lo. Do đó mà tác giả đang so sánh cánh buồm dương to như mảnh hồn làng chính là vì vậy. Mảnh hồn làng ở đây chính là cái tâm tư tình cảm gửi theo cái con thuyền đó. Chúng ta sẽ tiếp tục. Đấy là khi ra khơi. Thế còn khi trở về thì đoàn thuyền được miêu tả ra sao? Chúng ta sang phần 3 nhỏ, là cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về. Và để miêu tả trong phần này thì cô có cái phiếu học tập số 2. Có phiếu học tập số 2. Phiếu học tập số 2 nó cũng giống như phiếu học tập số 1, các em ạ. Cũng tìm tất cả những cái từ ngữ này, rồi cách sử dụng, biện pháp tu từ này, rồi tác dụng khi miêu tả cái khung cảnh làng chài, rồi con người, rồi hình ảnh con thuyền, vân vân. Chúng ta so sánh để thấy được là sau một chuyến ra khơi trở về thì con người rồi hình ảnh con thuyền có gì thay đổi không? Em sẽ hoàn thiện cho cô về cái phía học tập này. Và chúng ta sẽ chú ý vào 8 câu thơ tiếp theo. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ. Ngày hôm sau, thời gian chính là ngày hôm sau cái mà. À, ngày hôm sau tức là ra đi vào bình minh ngày hôm trước và đến ngày hôm sau để trở về. Cảnh đón đoàn thuyền trở về này, ồn ào trên bến đỗ. Cái đón đoàn thuyền trở về ồn ào tấp nập, đó là một không khí vui vẻ, rộn ràng, mãn nguyện. Khắp dân làng tấp nập đón ghe về, mọi người đều ùa ra để đón ghe về với một cái niềm vui phấn khởi bởi vì họ đã có một chuyến ra khơi thành công và an toàn. Thế nhưng người dân được miêu tả thế nào? Dân trai tráng, làn da ngăm rám nắng. Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng. Đấy, làn nga da ngăm rám nắng. Hình ảnh người dân chài lưới ngăm rám nắng. Ta vẫn thấy được là gì? Người dân chài khỏe mạnh, rắn giỏi, với một vẻ đẹp phi thường. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì làn da đã nhuộm nắng, nhuộm gió của biển cả. Thế nên là làn da ngăm rám nắng. Nhưng có một cái không hề thay đổi, đó là các em còn nhớ khi mà người dân chài bắt đầu ra khơi thì họ mang một cái vẻ đẹp hết sức là khỏe khoắn, và khi trở về họ vẫn giữ nguyên được cái vẻ đẹp khỏe khoắn đó. Đấy chính là hình ảnh người dân chài. Hình ảnh con thuyền thì được miêu tả ra sao? Nếu như khi mà ra khơi, chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, văng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang, thì ở đây khi con thuyền trở về,
chiếc thuyền im bến mỏi trở về nắm và nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Chiếc thuyền im bến mỏi, nghệ thuật nhân hóa đúng không nào các em? Trở về nằm, nghe chất muối, con thuyền đang nghe được chất muối. À, con thuyền nghe chất muối thực ra là con thuyền đang cảm nhận cái vị mặn mòi của biển cả đang ngấm vào làn da thớ thịt. Đó chính là nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Vậy sau một cái chuyến ra khơi trở về thì con thuyền nó mệt mỏi, nó nằm im, nó cũng muốn về bến đỗ để được nghỉ ngơi sau một cái hành trình rất là vất vả, rất là mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Và các em có thể thấy, qua đó ta có thể thấy một cái bức tranh làng chài tràn đầy niềm vui, ấm áp và gợi ra một cái cuộc sống bình yên, nhộn nhịp của ngư dân ở đây. Đấy là cái khung cảnh đoàn thuyền trở về. Khung cảnh đoàn thuyền trở về được miêu tả rất là cụ thể các em ạ. Vậy thì khi nhớ về tất cả những cái hình ảnh đoàn thuyền ra khơi cũng như đoàn thuyền trở về, thì cái nỗi niềm, cái tâm tư, cái nỗi nhớ của tác giả được miêu tả ra sao? Chúng ta sang phần 4 nhỏ là nỗi nhớ quê hương. Nỗi nhớ quê hương, kem chú ý vào khổ thơ cuối cùng. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ. Ngay trong câu thơ này chúng ta có thể thấy được cái hoàn cảnh của tác giả, đó là xa quê hương. Hoàn cảnh là xa quê hương. Cái tình cảm của tác giả đó là luôn tưởng nhớ. Luôn tưởng nhớ nghĩa là gì? Một cái nỗi nhớ da diết thường trực khôn nguôi. Cái hình ảnh về cái cảnh đoàn thuyền ra khơi, về con người, về con thuyền, về cánh buồm, nó luôn thường trực trong tâm trí của nhà thơ. Vậy nhà thơ nhớ cái gì? Nhà thơ nhớ cái gì? Màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vui, thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Nhà thơ nhớ, nhớ màu nước xanh, nhớ cá bạc, nhớ chiếc buồm vui, nhớ hình ảnh con thuyền, nhưng đặc biệt nhất là nhớ mùi nồng mặn của nước biển. Mùi nồng mặn là gì? Đó là mùi mặn của nước biển, mùi tanh của cá, mùi tanh của cá biển dưới cái nắng của gió biển, nắng sóng của gió, nắng gió của sóng biển tạo nên một cái mùi nồng mặn. Và mùi nồng mặn đó là cái mùi vị đặc trưng, là một cái hương vị riêng ở làng chài nơi tác giả đã gắn bó cả cái tuổi ấu thơ của mình. À, xa quê, nhớ tất cả những cái hình ảnh gần gũi thân thương của quê hương, nhưng nhớ nhất là một cái mùi vị đặc trưng mà không nơi nào có được. Chỉ có những người từng sống gắn bó ở làng chài mới có thể cảm nhận được cái mùi vị nồng mặn như thế, mới có thể cảm nhận được cái mùi vị đặc trưng của quê hương mình. Cảm nhận được điều đó chứng tỏ tác giả là một người rất yêu quê hương, gắn bó sâu nặng với quê hương. Đấy là những nét cơ bản về cái tình cảm của tác giả đối với quê hương. Chúng ta sang phần 4, phần 3 La Mã là phần tổng kết. Ở phần này chúng ta khái quát về mặt nghệ thuật. Ngôn ngữ bình dị, gợi cảm, giọng thơ khỏe khoắn, hào hùng. Hình ảnh thơ phong phú, giàu ý nghĩa và nhiều phép tu từ được sử dụng đạt hiệu quả nghệ thuật cao. Về mặt nội dung, bài thơ đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển. Trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân chài và cảnh sinh hoạt lao động chài lưới. Qua đó cho thấy được tình cảm quê hương trong sáng, tha thiết của nhà thơ. Và cô và các em đã vừa lắng nghe một cái bài giảng quê hương của nhà thơ Tế Hanh. Và thông qua đó ta cũng đã cảm nhận được phần nào cái nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả. Phải là người yêu quê hương, gắn bó với quê hương thì mới có cái cảm nhận về quê hương sâu sắc như vậy. Bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng sau. Chào các em.